À, bên ngoại mới ra đây á, À đi chỗ xa la hay à, chùa, ở chùa mặc dù đi đi vô trong này ngồi cùng mấy anh kia được không? Vô đây em hỏi thăm xíu, vô trong nhà ngồi đi, đi vô vô đây ngồi, nhà vô ngồi vô nè, vô nhà ngồi đi cho mát, vô vô đâu nhà, còn kia đâu đó, cho ấm cho đó, lạnh. hai anh em đi Rồi anh em chỗ ngồi hai người đó, đúng rồi, đẹp ồ, đó. mặc mặc một lần là phải chục bộ quần áo Đi hả? mặc đồ gì đó đi. À rồi cái bên này nè. Dạ chào quý vị. Dạ thì hôm nay em có mặt ở trận nhìn giờ đây hoàn cảnh là hai anh em đều bị khờ nhìn như thế nào mà quý khán giả. Dạ nhưng mà cô chú anh chị cần sao xem tôi biết mừng. Chào chị, chào bà. Chào bà. Con nghe nói là nhà mình có hai người con ở đây. Em chị đó, em với chị à? em với chị Em với chị à? Có đủ mười vẫn gọi là con ơi, chó này không không đi mang đi đâu rồi hả? Là mang ném đi đốt đi à? Đốt hết đem dục chậu cháu chợ xe ba rác này đi nè, mệt cũng chết luôn. Có nghĩa là chú này là chú cái này em ruột thứ ba chị đó, chị thứ hai á. Nhà mình được mấy mấy anh chị em? Bốn chị em, bốn anh chị em hả? Chú này hai là má ở riêng rồi, chị hai ở chung mẹ. con nghe nói là có hai người bị mà Hai người bệnh nè, đó thằng này nè, anh này á hả? Anh thằng này nhìn này đẹp với trai anh nè, này anh này nhìn đẹp trai mà. nè. Cái gì anh? Cơm của anh à? À đi thay đen à? Có nghe anh để quần áo ở đây người ta lấy hả? Mà làm gì mà anh mặc nhiều quần áo thế? Tôi Quần mặc áo ở thì đâu mà nhiều nhiều gì thế hả? Anh mặc nữa rồi nếu mà đồ cỏ ha, có là phải phải đó có gì đẹp nhìn mấy anh hai nhỉ, đốt tôi đốt. anh này nhìn phong độ mà. Những người ra mặc mấy bộ quần áo? Quần áo có 7 cái, bảy cái hả? hả? Không Bảy phải cái áo, cái bảy cái quần là hả? nó có đồ cỏ không bán đấy, để không được có đồ hơn á, có đồ đồ ráo đồ hơn luôn. Ý là chị gái là kiểu thấy là mặc nhiều quá và nó lộn xộn quá sạch sẽ vậy đó, làm cho sạch không, sẽ không bán để không vậy được chị nó dơ lắm, nó tanh dơ lắm để đây, đây nó cầu não của anh đây đây. hả? Có đồ ở trời Có nghĩa là để lại một mớ đây hả? Anh tên gì? Người Bình Giang Anh Giang hả? trên ban bán đồng minh Anh này bao nhiêu tuổi rồi bà? ban chung mình nó thêm trên mấy ban thêm một bốn mấy rồi đó, bốn mấy hả? mấy hai mấy Hai mấy hả? Hai mấy hay bốn mấy? lâu quá tuổi tuổi con cọp tưởng cặp tưởng con cọp á hả? Tuổi À ngựa con cọp vậy, con ngựa ở trước rồi tuổi sau nữa hai lần. Ý là tổ trước tuổi sau nè hả? Rồi có vợ chưa? Có vợ chưa? Chưa hả? Có muốn lấy vợ không? Em mới đi bên ngoại mới ra đây á, À đi chỗ xa la hay à, chùa, ở chùa mặc dù đi đi vô trong này ngồi cùng mấy anh kia được không? Vô đây em hỏi thăm xíu, vô trong nhà ngồi đi, đi vô đây ngồi, vô 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 nhà ngồi đi cho mát, đâu còn kia đâu cho ấm cho lạnh. Hai anh em đi Rồi anh chỗ ngồi hai người đó, mặc mặc một lần là phải chục bộ quần áo hả? mặc đồ gì đó đi. À rồi cái bên này này, Quý cái nhà này mà khi là nhớ là thấy là nhiều nhiều đồ lắm mà đâu hết rồi. giờ chị kéo ô chắc hết trơn rồi, À, xe ba rác đem đi dục hết trơn. có nghe chị kêu xe tới đây À, xong là kêu người ta hốt đi hả? không chị dọn từ từ chị dọn cho Từ hết từ luôn, à, cho hết dạ, ráng ráng cực đi cho nó sạch gọn nhẹ mới rồi. được. Anh ơi, anh không có nói đâu chuyện chung đâu, vậy đâu không có nói gì hết đó. Anh này không nói hả? Không có nói chuyện đâu, tới chừng nó bệnh đây vậy đó, hai hai tội nghiệp lắm. Cái chừng nó hết bệnh hả, nó đi đi gánh nữa, đi cắt thuốc nam đi bán vậy đó, mua đồ ăn Có nghĩa này lúc kia. mà lúc anh bình thường là anh đi hốt thuốc nam về anh bán. Rồi làm vậy không á, bây giờ nằm nằm này gần nửa tháng rồi đó, bắt đầu phát hiện gần nửa tháng rồi. Lần lần vậy, hồi đợt rớt 7 tháng mới hay, nó hay đó, dọn tắm rửa sạch sẽ bắt đầu cái đòn gánh nó đi nữa, gánh dài này chị làm Đi được chị giấu gánh lại đó, một lại gánh, đi gánh nữa, một lại một gánh là gánh cái gì cơ? nó đi gánh đi bán chùa Trần Đỏ được số 1, chùa trong chùa Trần Đỏ đó, rồi đi Bán bán rồi người ta cho đồ ăn nhưng mà cho bán này là kia. bán cái gì cơ?
bán cũng như hàng thuốc ô nhẫn lòng á, à, thuốc nam á. Có nghĩa là anh ấy khỏi bệnh là anh đi kiếm về anh bán. Cái này bệnh rồi không có đi được. À. Là bệnh không có lo gì hết đó. Ừ. Nhưng mà trời lạnh hay sao mà anh mặc nhiều đồ ấy anh? Hả? Anh. Trời lạnh hay sao mặc nhiều đồ vậy? Mặc có 7 cái á. Mặc có 7 cái thôi hả? Có khi nào mà mặc nhiều hơn nữa không? Hồi trước mấy mấy đó, 14 á. Hồi trước là mấy. Hồi đợt trước 20 cái áo. À 17. 20 cái áo hồi đợt trước chú Minh Tơ lại quay đó là 20 cái áo. Cái vườn 16, 17 cái nữa. À. Chị đang ngồi lột chỗ đây nè, hồi đây lúc đó 16. Có giường ở đây rồi. Là 16, 17 cái áo, 17 mấy cái quần luôn. 20 cái áo, mười mấy cái quần nữa. À. Quá trời luôn. À, mặc chi mặc lắm vậy? Mặc đi chỗ quang, cà phê. Mặc như vậy đi uống cà phê luôn á hả? À, mặc cho người ta biết mình có nhiều quần áo hả? Anh, mặc cho người ta biết mình có nhiều quần áo hả? Đâu có nhiều, có mấy cái à. Em thấy hình như có cả áo phụ nữ luôn này. Đúng không? Đó, áo phụ nữ đó. Mà... anh đếm cho em bao nhiêu cái rồi? Đếm rồi. Đâu đếm thế này, đếm rồi. Ờ, áo trong là áo không? Áo trong là áo phụ nữ. 3 4 5 6 7 cái nè. Đúng 7 cái luôn hả? Rồi có biết chữ không mà dắt viết à? Biết, hồi đó đi học. Biết. Hồi trước học đến lớp mấy rồi? Sau lên lớp 7. Lớp 6 lên lớp 7 hả? Lên lớp 7 bị bệnh. À. Lớp sau thì lại lớp 7 hay là lớp 8 xong à. Có vẻ là anh này là có nghĩa là lúc ngày xưa là vẫn là bình thường. Ừ. Nhưng hồi mà đó, hồi xưa nó đâu có bệnh gì đâu. Đi làm hồ hồi đó Úc này chưa có vợ, đi làm hồ không à, hai anh em đi làm hồ. Đi làm hồ rồi về nhà nghỉ mời cũng làm tiếp nữa. Ừ. Chừng nào còn ở đây là chị là chị à? Chị à, hai anh em nó bị bệnh. Bây giờ nó chị là thứ mấy? Chị thứ hai. Anh kia này thứ ba. Này thứ tư. Ở đây là hai người con của bà hả? Ừ. bốn người chị em. Bốn người nhưng mà hai người bị bệnh ở đây. Úc nó nhưng mà hai người này bị bệnh đúng không? Hai người bị bệnh. Anh này hai anh này bị lâu chưa bà? Lâu rồi. Cũng lâu lắm rồi đó. Là bị lâu rồi. Ừ. Là bị từ khi nào? Bị bạc. Hồi đó cũng gần thằng này gần 20 năm rồi. À. Cái thằng kia nó ba mấy năm rồi đó. À. Bây giờ thằng kia nó tuổi tức là năm mấy tuổi rồi. Năm mấy tuổi rồi đó, thằng này. Thằng này năm hình như 52 tuổi rồi, tuổi tức tuổi chó. Bà tên gì bà? Tên là Duong. Bà Loan. Bà Duong. 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 Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À. Nó hỏi mẹ 82 tuổi. 82 tuổi. Rồi ông đâu? Ông mất rồi. Ông mất rồi hả? Ừ. Bà có 4 người con. Ừ. 2 người bị bệnh. Ừ. À. Vậy là người ở 3 người bệnh nữa. Con này đi mua về trai. À, chị nó đi mua về trai, còn bà bây giờ hiện tại bây giờ bà ở cùng với hai chú bị bệnh này. Hai anh bị bệnh này đúng không? Dạ. À, bà ngồi đi cho nó khỏe. Không. Không cho ngồi hả? Thì sao vậy? Đâu rồi, ngồi thử coi anh cho ngồi không? Thì gắt lại không? Anh áo trắng, mà đây là ai đây? Thì tên mẹ ra, tôi khi tên mẹ đó. Ok. Rồi, tôi khi gắt lúc đó. Anh qua đây ngồi nè, qua ngồi. Ngồi kế mẹ đi. Ôm mặt tổng. Ngồi đó đi, đúng rồi. Ngồi đi. Em bị thi nè. Anh, cho hỏi ai đây? Anh ngồi đây. Hả? Đây rồi. Đây này, bà đây là ai này? Hả? Tôi nắng là ngã, đây đó. Vậy, ai đó? Đó bà đó. Bà nào? Bà nào? Là gì của anh? Đừng á, được biết. Hả? Sao mẹ, mình tạp tên đi. Đúng rồi. Con biết rồi, cho con hỏi thử anh xem anh có biết không? Đúng mẹ. Là mẹ của anh hả? À. Mẹ gột hay là mẹ nuôi? Mẹ nuôi. Sao lại mẹ nuôi? Ủa là chú kia, chú không nói chuyện luôn hả con? Chú này cái chuyện phát hiện bệnh nó không có nói chuyện, chừng nào hết bệnh gần 6-7 tháng hết bệnh mới nói chuyện bình thường vậy đó. À, là bị bệnh gì mà cần la vậy ta? Bị vậy đó. Có nghĩa là cứ bị bệnh là không nói chuyện? Bệnh vậy không nói chuyện đâu, 6-7 tháng hết bệnh mới nói chuyện như bình thường thôi. Ừ. Vậy đó. Nhưng mà cho em hỏi này, có nghĩa là bà mấy năm nay đúng không?
là chú này chứ bị bệnh, nhưng mà chú bệnh chú lại khỏi à? Chú bệnh này hả? Ờ. Vẫn gần 3 năm, ba mấy năm rồi đó. Ba mấy năm rồi nhưng mà lại khỏi, khỏi em đi làm, làm nó lại bệnh tiếp. Lúc đi làm đó là 23 tuổi. À. Rồi trở về là 25 tuổi bắt đầu phát hiện bệnh tới giờ luôn. Ừ. Giờ năm mấy tuổi rồi. Dạ dạ, để em hỏi bà cái. Bà ơi, là con bà bị bệnh gì? Đừng nghe lời cái bệnh vậy. Thôi cứ đi. Đừng tâm thần nó dạ. Ừ, vậy chung đó. Tâm thần. Bị bệnh tâm thần. Tâm thần. À. Là bị từ nhỏ luôn. Dạ. Dạ. Tại sao bà có tiền mà nuôi được hai anh này? Không phải. Ừ. Chứ là sao bà có tiền mà nuôi hai anh này? Tám mươi bảy không? Dạ. Yeah. Bây giờ mỗi ngày này đâu có làm gì được. Yeah. Chị có làm bán đi chai vậy á, bán đi chai lợi chút định kẻ ăn chung gì. Nuôi cho nó ăn. Đó là chị không có gia đình hả? Chị hả? Dạ. Yeah. Chị có gia đình cũng chị thôi chồng. À. Mẹ. Rồi có con không? Có hai đứa con đi tu. À, con đứa út đi tu rồi gần năm mấy rồi. Dạ. Thằng trai lớn thì đi chơi rồi. À, có nghĩa là bây giờ là gia đình nhà mình ở chung ở đây. Ừ, bà chị đi là bán về chai. Ừ. Thì có bao nhiêu thì bấy nhiêu cả nhà ăn luôn. Ừ, một lần. Có nhiều ăn nhiều vậy. Ừ. Thế cũng tội ha. Là gia đình nhà mình là người Khmer hết à? Người Khmer dân tộc hết à. À. Ừ. Rồi có ruộng có đất gì làm vườn không chị? Miếng đất đây à, khúc này cái nền nhà đây à. À. Miếng này của anh ta rồi bán lên ra hết rồi khúc đó. À. Bán rồi phát hiện bệnh nè. Ừ. Không có tiền, khúc này tới lỗ luôn. Của đất người ta không. Anh ơi, sao mặc nhiều áo chứ vậy? Không có nhiều, 7 cái à. 7 cái mà không nhiều hả? Ừ. Thế ra mặc có cái rồi nè, anh mặc chi đến 7 cái vậy hả? Mặc người ta đủ hết. 2 cái nó được. Mặc 2 cái thôi. 2 cái nó đủ hết á. Rồi mặc nhiều vậy thì làm sao đi tắm được? Có tắm không? Tắm vậy nó, để vậy nó khô luôn. Kiểu thai. Ủa là anh có tắm không? Ừ. Hằng ngày anh có tắm không? Dạ tắm. Lâu lâu trời mưa mới tắm. Mưa mới tắm hả? Mưa tắm. Rồi đi tắm vòng vòng kêu vô nhà không vô nữa. Có nghĩa là tắm mưa thôi chứ không có tắm nước chiếc. Chừng nào nó lạnh dữ mới chạy vô đây. À. Chạy vô đây nó nằm chèm nhẹp ở đây luôn. À. Chú kia chú không ngồi chú có nằm vậy thế hả? Ừ. Chú này cái chừng hết bệnh sạch sẽ lắm. À. Bệnh vậy không có tắm đâu. À. Kêu chú ngồi đây được không? Kêu chú ngồi đây được không? Không, không có nghe lời. Không nghe lời hả? Chú tự nói thử đấy. Lần kia bạn đấy. Sao phải qua mình lại. Lần kia đó có cái thớt không? Lần kia đó. Không chịu đâu. Không chịu lên. Không chịu hả? Ừ. Chú này nhìn phong độ này, chú kia nhìn phong độ này. À, chú kia tên là gì cơ? Tên chú kia hả? Dạ. Tên Janna. Janna. Tông dây. Janna. Janna. Ừ. Rồi chú bao nhiêu tuổi cơ? Này tuổi tức là năm mấy rồi đó. À năm mấy? Năm mấy còn chú này bốn mấy? Này bốn mấy. À từ con cọp á, hai mấy á, 23, 22, 23. Vậy là có thích ít tuổi hả? Ừ. Hả? Từng 21 hả? Ừ. Mình 21. Rồi rồi đi, anh có đi ra đi đi uống cà phê rồi có tán được cô nào chưa? Ờ, là 23. Hả? Vậy? Có tán được cô nào chưa? Vậy? Hai chú này là chưa có ai có vợ đúng không? Chưa. Ừ, chưa có vợ đâu. Còn độc thân à. Mà anh muốn có vợ không? Chưa có. Mà muốn không? Không? Chưa lấy. Chưa lấy hả? Ừ. Mới đi uống cà phê hồi nãy. Mới đi uống cà phê hồi nãy? Ờ, mới uống cà phê cũng khoe đó. Mới lại đấy. À, đi uống cà phê hả? Ừ, mới lại. Đi gần tiếng đồng hồ mới về đây. Rồi rồi, tiền ở đâu uống cà phê? Tiền ở đâu uống cà phê? Hết tiền. Hết tiền rồi hả? Uống lọ hả cả. Ừ. Đi uống ở vô. Trời ơi, thấy cũng gia đình cũng đông con mà tội ha. Ừ. Hai người bệnh như vậy thì sao mà? Để cho em hỏi thăm một chút á, là chị qua bên chỗ bà ngồi đi chị, qua đây là qua gần chỗ bà ngồi đi, qua bên bên bà đi. Để cho ngồi nhá. Ngồi kế bên này đúng không ạ? Để cho em hỏi thăm một chút là nhà mình ba người bệnh, à hai người bệnh cùng với mẹ già như vậy á, thì có được trợ cấp gì không? Ờ, cũng như ta lâu lâu mới cho gạo, vừa người ta cho vậy. Mình cũng cho đợt vậy đó. Cho hộ nghèo mới cho. Từng người nào thoát nghèo ta mới cho. Thoát nghèo không cho? Nhà mình đang thoát nghèo à? Dạ, không có thoát nghèo đâu. Còn. Nhà mình còn hộ nghèo. Còn hộ nghèo. Đấy, nhưng mà là 82 tuổi hả? Hoàn cảnh chị có bệnh hai đứa thì người ta không thoát nghèo được đâu. À. Rồi cho em hỏi thăm là bà có được tiền trợ cấp gì không? Cũng người, như người già. Cao tuổi được 360 ngàn. À. Rồi hai người. Một tháng vậy đó.
Rồi hai này. Hai này cũng người được 15 trăm. 15 trăm, hai người được 1 triệu. Người cũng tham được nhiêu đó, chị cũng đi bấm thẻ cho rồi mua đồ ăn này kia tới miền Tây vậy đó, được nhiêu đó. Kẻ không đủ cư trú đỡ, người ta giúp người nhà nước người ta giúp đỡ mình nhiêu tay mình cũng được rồi. Dạ, vậy là có nghĩa là có nghĩa là gia đình nhà mình là 3 người, bà này có mấy hai anh là 1 tháng được 1.3-1.4 triệu, đúng không? Đúng rồi. À, bao nhiêu này là chị đi làm thêm thì kiếm thêm ha? Đi kiếm thêm hàng ngày vậy. Để có đủ ăn không chị? Cũng như đi kiếm thêm mua đồ ăn này kia, chút đỉnh có tiền thì mua ăn đi, ăn nhiều. Có ít thì ăn ít gì đó. Sao giờ chị cũng mừng người nào giúp đỡ, ví dụ phường ta cho gạo rồi, cũng đỡ. Mình đỡ, mình mua đồ ăn này kia, nuôi mấy đứa em này nè. Rồi hai đứa con của chị là lớn chưa? Hai đứa con chị hả? Nhỏ đi tu với 17 tuổi. À, con gái à? Trai không à? Hai đứa trai. Thằng lớn 20 tuổi, bị não. Thằng lớn 26 tuổi, nó bị não. Hồi đó 6 năm rồi nó bị té xe, nó đi chơi té xe rồi bác sĩ ráp não cho hai bên. Thành ra nó trong nhà nó được. Vậy là tính gia đình nhà mình là bị bệnh hết rồi. Nói ngọt được, nó quỵ cô dữ lắm. Hồi đó thời gian cô đi ở nhà trọ hết 3 năm. Thằng lớn thì nó quỵ, bây giờ nó được rồi đó. Trở về, bà ngoại bệnh nữa, hôm vô bác sĩ đi vô nước biển cho bà mới bớt bớt rồi. 6 tháng này gần nửa năm bà đi cái chùa không được. Chị đi chùa không à? Anh, bây giờ hiện tại anh mặc mấy cái quần? Quần à? Bao nhiêu cái quần? 4 cái hay 5 cái? 5 cái quần, 7 cái áo? 7 cái á. 7 cái áo? 5 cái quần? Số 7 á. Số 7 liền phương. Số 7. Mặc toàn áo phụ nữ không à? Mấy cái áo trong là toàn áo phụ nữ không à? Là anh ấy từ cái hồi anh bị bệnh đến giờ là anh thích mặc nhiều đồ vậy á chị? Nó mặc nhiều đồ lắm. Bây giờ lột hết rồi. Quay lột cái áo này. Quay lột đốt hết rất giờ lắm. Chứ để anh chị chồn phải không? Đốt chồn phải. Nó chặt bỏ. Hà Nội tới dẹp đó, đốt ở hơn trăm mấy á. Vậy thì cho nó sạch sẽ này. Đốt sao cho chỗ? Gọn sạch sẽ nó giận dữ lắm. Chỉ là cái đồ anh ướt, anh bặn vô chừng nào tới nó khô thôi. Tao mới mày em. Thấy cái bả tao mới mấy đặt ở liền rồi. Thôi cái đậu hết đi. Đốt hết rồi. Anh nhớ có hay đi lang thang không chị?